Thưa quý khán giả và các đồng chí, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA, và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVIPA, được Nghị viện châu Âu thông qua sẽ mang lại nhiều cơ hội và cả những thách thức mới. Điều này cũng đặt ra cho Việt Nam những nhiệm vụ và nỗ lực mới để tận dụng hiệu quả nhất các cơ hội. Tuy nhiên, đó lại là những điều nằm ngoài mong muốn và suy nghĩ của các thế lực thù địch cũng như một số tổ chức cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam. Bởi thực tế cho thấy, nhiều năm qua, mỗi khi xuất hiện quan hệ hợp tác quốc tế nào đó có thể tác động tích cực cho sự phát triển của Việt Nam, là những đối tượng và tổ chức này ngay lập tức lên tiếng phản đối, tìm mọi cách cản trở, chống phá. Với sự phân tích của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí hiểu hơn về vấn đề này. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời ông cùng quý khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, gọi tắt là EVFTA, và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, gọi tắt là EVIPA, được ký ngày 30 tháng 6 năm 2019, đã được Nghị viện châu Âu EP thông qua ngày 12 tháng 2 năm 2020 với số phiếu áp đảo EVFTA với 401 phiếu ủng hộ, 192 phiếu chống, 40 phiếu trắng, và EVIPA với 407 phiếu ủng hộ, 188 phiếu chống, 53 phiếu trắng. EVFTA sẽ có hiệu lực khi được Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu phê chuẩn, trong khi Hiệp định EVIPA cần được Quốc hội Việt Nam, EP và Nghị viện các nước thành viên EU phê chuẩn. Quyết định của Nghị viện châu Âu đã bật đèn xanh cho việc thực thi Hiệp định EVFTA và tạo tiền đề để các nghị viện quốc gia thành viên EU xem xét phê chuẩn EVIPA trong thời gian tới. Đây là cột mốc mới quan trọng trong 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và EU. EVFTA sẽ giúp tăng cường trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và EU. Vì hiện nay hàng rào thuế quan rất khó đoán định. Sau khi hiệp định đi vào hiệu lực thì thuế quan sẽ được dỡ bỏ. Bên cạnh đó sẽ thống nhất được khuôn khổ pháp lý cho hoạt động đầu tư cho người lao động. Việc có được FTA này sẽ như một đòn bẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào EU. Việt Nam cũng cần nâng cấp chất lượng sản phẩm để có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn cao của EU. Khi đó, hàng hóa của Việt Nam sẽ có thể xuất khẩu sang bất cứ thị trường nào. Việc thông qua EVFTA và EVIPA với tỷ lệ ủng hộ cao tại Nghị viện châu Âu, nơi tập hợp 700 nghị sĩ từ 27 nước, đại diện cho nhiều đảng phái, khuynh hướng chính trị và lợi ích kinh tế đa dạng khác nhau, cho thấy các nghị sĩ và các quốc gia thành viên EU thực sự coi trọng, đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam và quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-EU. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, phóng sự vừa rồi đã cho thấy Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU đã được Nghị viện châu Âu thông qua ngày 12 tháng 2 năm 2020 với số phiếu áp đảo là một thắng lợi đối với Việt Nam. Vậy nhìn nhận ở góc độ kinh tế thương mại, ông đánh giá về cơ hội đối với Việt Nam như thế nào ạ? Nhìn ở góc độ kinh tế thì những cái lợi ích nó đến được từ nhiều khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất đó, đây là nó mang lại cái động lực về tăng trưởng kinh tế, động lực cho xuất khẩu, và đặc biệt là giúp cho Việt Nam có thể nhận được thêm những cái nguồn vốn đầu tư công nghệ cao tham gia vào chuỗi liên kết của quốc tế, đặc biệt là với những cái doanh nghiệp của EU này, và đồng thời đó là cũng giúp Việt Nam có được những cái nguồn nguyên liệu, nguồn công nghệ và thị trường tích cực từ phía EU. Bên cạnh đấy nữa, trong quá trình tham gia này, nếu Việt Nam làm tốt công tác cải cách thể chế thì đây sẽ là một trong những động lực, vừa là áp lực vừa là động lực để giúp Việt Nam sớm hoàn thiện thể chế. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là một cái tác động gián tiếp rất tích cực, đó là khi Việt Nam được EU công nhận trở thành đối tác thì quan hệ của Việt Nam với nước thứ ba cũng sẽ rất thuận lợi, đặc biệt là khi thương lượng để hàng Việt Nam xuất khẩu vào nước thứ ba. Vậy thì bên cạnh những cơ hội thì đâu sẽ là thách thức đối với Việt Nam trong thực thi hai hiệp định này ạ? Chúng tôi nhận thấy là có những thách thức lớn sau đây. Thứ nhất là nếu chúng ta không cạnh tranh hàng hóa tốt thì chắc chắn là chúng ta không chỉ không xâm nhập được vào thị trường nước ngoài mà chúng ta còn chịu sức ép cạnh tranh, bởi chúng ta mở cửa và giảm thiểu cái dòng thuế cũng như là các cái công cụ bảo hộ khác. Thì như vậy rõ ràng đây là một cái sức ép tại sân nhà, trong khi chúng ta lại không khai thác được những lợi thế từ cái triển khai hiệp định. Cái thứ hai là để nhận được những cái lợi ích, những cái lợi thế từ việc tham gia hai hiệp định này, chúng ta cũng phải thực hiện những cái nguyên tắc. Tôi lấy ví dụ như là anh muốn xuất khẩu được với thuế bằng không thì anh phải đảm bảo được những nguyên tắc về mặt xuất xứ, anh phải đảm bảo những cái nguyên tắc về bảo hộ sở trí tuệ,
anh phải đảm bảo về chất lượng hàng hóa, cũng như đảm bảo được những cái yêu cầu về phát triển bền vững mà các cái hiệp định đặt ra, cũng như các đối tác và từng hợp đồng xuất khẩu đặt ra cụ thể. Bên cạnh đấy nữa, đó, những thách thức cũng sẽ liên quan tới vấn đề về công ăn việc làm, về quản lý các cái hoạt động kinh tế, cũng như là các cái hoạt động xã hội. Thưa quý khán giả và các đồng chí, hai hiệp định EVFTA và EVIPA chính là công cụ tạo xung lực để Việt Nam đa hóa thị trường và đối tác, tạo chỗ đứng vững chắc hơn tại thị trường EU nói riêng và toàn bộ châu Âu nói chung. Sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong thực thi các cam kết của EVFTA và EVIPA còn góp phần thúc đẩy Việt Nam tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế, nâng cao tiêu chuẩn lao động và đời sống của nhân dân, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo chiều sâu và tăng trưởng bền vững. Mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một tổng hợp tiếp theo. Phát triển kinh tế nhằm bảo đảm cho lợi ích của toàn dân ngày càng được nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng, cơ bản mà Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu và tập trung hướng tới. Hệ quả tất yếu của sự bảo đảm này là sẽ góp phần củng cố phát triển nhân quyền ở Việt Nam. Và như vậy, các thành tựu nhân quyền có được từ phát triển kinh tế sẽ trực tiếp bác bỏ, vạch trần, biến luận điệu của các thế lực thù địch cùng một số tổ chức cá nhân thiếu thiện chí trở thành sự sáo rỗng, lố bịch. Việc các đối tượng luôn tìm mọi cách để chính trị hóa các quan hệ kinh tế của Việt Nam với nước ngoài, gây sức ép nhằm làm cho các đối tác của Việt Nam phải làm theo những đòi hỏi phi lý của họ là một mưu đồ hết sức đen tối, hiểm độc. Sự ồn ào mà họ đã và đang bày ra xung quanh việc EU và Việt Nam ký kết EVFTA và EVIPA là bằng chứng sinh động, đủ để chứng minh các tổ chức cá nhân đó không quan tâm đến nhân quyền, không mong muốn Việt Nam phát triển. Họ chỉ cố tìm cách nghĩ ra những thủ đoạn xấu xa để ngăn cản mọi quan hệ ích nước, lợi dân. Nhưng mưu đồ xấu xa đó chẳng thể lừa bịp được ai. Hai hiệp định EVFTA và EVIPA được Nghị viện châu Âu thông qua mang lại rất nhiều những cơ hội cũng như những thách thức mới đối với Việt Nam. Tuy nhiên trên thực tế đã và đang có rất nhiều đối tượng cản trở chống phá. Vậy theo ông thì những đối tượng nào đang cản trở sự việc này ạ? Qua quan sát chúng tôi thấy rằng là có hai cái lực lượng cơ bản thực hiện cái việc cản trở này. Thứ nhất ấy, là những cái cản trở mà đến từ phía các cái nghị sĩ của EU. Chúng ta thấy rằng là cũng có 1/3 thành viên nghị sĩ EU là chưa đồng thuận. Và chúng tôi cho rằng điều này là bình thường. Bởi vì chúng ta nhớ rằng là EU là một cộng đồng với 28 nước trước đây và bây giờ là 27 nước sau khi Anh Brexit. Thì như vậy là 700 nghị sĩ đến từ 27 quốc gia đại diện cho rất nhiều các đảng phái, rất nhiều các cái khuynh hướng quan điểm chính trị khác nhau và cả những lợi ích khác nhau. Cũng có rất nhiều những cái người đại diện cho cái nhóm gọi là chống toàn cầu hóa. Họ chỉ muốn bảo hộ thôi, muốn khép kín trong nội bộ thôi. Thế cho nên là một số những cái nghị sĩ đại diện cho những quyền lợi đó, họ phản đối. Thì điều này chúng ta tôn trọng và chúng ta sẽ tiếp tục thuyết minh, chúng ta tiếp tục đưa ra thông tin, chúng ta tiếp tục có những cái gọi là để mà tạo sự đồng thuận cao hơn. Nhưng một cái nhóm thứ hai, cái nhóm gọi là dùng cái từ mà gọi là dễ hiểu đó, thường gọi là nhóm phản động hoặc là cái nhóm mà gọi là không cùng lợi ích với sự phát triển của đất nước ấy, thì họ sẽ chống phá, đã chống phá, vẫn còn đang chống phá và chắc chắn là họ cũng chưa từ bỏ cái ý định chống phá này. Thì sự chống phá của họ thường là lồng ghép các vấn đề về nhân quyền vào cái quá trình thương lượng, quá trình ký kết cũng như quá trình thông qua hiệp định. Họ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là khi thương lượng thì họ ép buộc là các cái đối tác của châu Âu đó, của chúng ta đó, là phải đưa các điều khoản về nhân quyền, đưa các cái điều khoản về đảm bảo các cái hoạt động mà gọi là họ cho rằng cần thiết về mặt xã hội đó, hoặc là về mặt mà nhân quyền đó, vào trong nội dung hiệp định. Và cái thứ hai nữa là đến giai đoạn mà gọi là ký kết và thông qua thì họ thực hiện cái việc là tạo sức ép. Và ngay cả khi chuẩn bị thông qua đó, họ cũng có những phản đối rất quyết liệt. Thậm chí là quốc hội của châu Âu đã phải có một cuộc bỏ phiếu trước đó 2 ngày rằng xem có bỏ phiếu hay không bỏ phiếu. Rất tốt là kể cả cuộc bỏ phiếu gọi là giữ lệnh như vậy với cuộc bỏ phiếu chính thức ấy, chúng ta đều đạt được kết quả tích cực với một cái tỷ lệ gọi là thông qua áp đảo. Điều này cho thấy rõ ràng là Việt Nam cũng như là hiệp định, hai hiệp định này là cực kỳ quan trọng trong con mắt của các nghị sĩ châu Âu cũng như là các quốc gia châu Âu. Đồng thời cũng cho thấy rằng Việt Nam đã tôn trọng, đã tuân thủ và đã triển khai tốt những cái cam kết mà chúng ta đã có trong các cái nội dung hiệp định cũng như trên thực tế theo cái tinh thần mà hiệp định đã nêu ra.
Vâng, như ông đã trao đổi thì trong hiệp định có đề cập đến vấn đề nhân quyền. Vậy thì chúng đã lợi dụng điều này ra sao ạ? Có thể nói là nhóm gọi là cực đoan đó, khi mà thực hiện những hoạt động cản trở chúng ta tham gia vào và ký kết cũng như là thông qua hiệp định này ấy, thì họ đã bám rất chặt lấy một trong những cái mà gọi là con bài chủ chốt đó, chính là vấn đề nhân quyền. Họ cho rằng là Việt Nam là thiếu nhân quyền, và vì thế hiệp định cũng như là các cái chính phủ của EU đó cần phải gây sức ép rất mạnh để Việt Nam nâng cái mức độ gọi là đảm bảo nhân quyền. Trên thực tế thì EU cũng đã đặt ra những cái điều kiện để Việt Nam có thể là được ký kết. Ví dụ như Việt Nam phải ký nốt 3 cái công ước của ILO trong tổng số 80 công ước, mà chúng ta đã ký 5 cái rồi, còn 3 công ước. Để đảm bảo cái nhân quyền thì ở đây cụ thể đó là cái quyền về tự do thương lượng, quyền tự do biểu đạt của người lao động với người chủ lao động. Trong cái quá trình mà lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện nội dung của hai hiệp định này. Bên cạnh đấy nữa đó là một số những cái điều kiện liên quan đến vấn đề đảm bảo môi trường, đảm bảo quyền lợi của người lao động cũng được đưa vào trong hiệp định, và chúng ta cũng đã chấp thuận, chúng ta cũng đã có những thực hiện rất là tích cực. Và bên cạnh đấy nữa, chúng ta cũng đã thực hiện tốt những cái cam kết khác mà EU đã đưa ra trong vấn đề đảm bảo xuất xứ hàng hóa, hay là đảm bảo khai thác bền vững, đảm bảo bảo vệ môi trường theo hướng là không tận diệt, cũng như là thực hiện các cái quyền khác nữa. Có thể nói là chúng ta đã có những cái sự điều chỉnh, cũng như đã có những cái sự tuân thủ các cái xu hướng chung của thế giới về nhân quyền, và chúng ta đã được nghị sĩ châu Âu cũng như là nghị viện châu Âu chấp nhận, và cái việc thông qua đó chính là bằng chứng cao nhất của cái sự chấp nhận này. Vậy thì thưa ông, mục đích của chúng là gì và tác hại sẽ như thế nào ạ? Mục đích của cái nhóm gọi là không thân thiện đó, nhóm phản động đó, hay là nhóm mà không cùng lợi ích với quốc gia đó, với sự phát triển của Việt Nam đó, thì chắc chắn đó, mục tiêu cao nhất của họ chính là việc mà cản trở cái quá trình mà lãnh đạo và gọi là củng cố cái quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái quá trình phát triển đất nước, trong cái quá trình hội nhập quốc tế. Một mục đích thứ hai nữa là họ không muốn có một Việt Nam phát triển, bởi vì một Việt Nam phát triển đồng nghĩa với việc là công nhận, khẳng định, củng cố cái sự lãnh đạo của Đảng và khẳng định cái sự đúng đắn của Đảng Cộng sản trong quá trình lãnh đạo đấy. Và do đó là một cái hiệp định tích cực như vậy khi mà được triển khai chắc chắn là sẽ tạo động lực cho phát triển Việt Nam, thì họ không muốn có những động lực hỗ trợ cho cái sự lãnh đạo này của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhà nước Việt Nam theo thể chế hiện nay. Và tác hại của nó chúng tôi thấy rằng là rõ ràng là hiệp định đã có một thời kỳ bị kéo dài do chờ đợi về mặt kỹ thuật, kéo dài do chờ đợi để thực hiện những cái điều chỉnh, kéo dài do những cái cản trở và vượt qua những cản trở mà họ tạo ra. Bên cạnh đấy nữa đó, thì rõ ràng là nó đã gây sự nghi ngờ nhất định trong cộng đồng các nghị sĩ châu Âu, với 1/3 cái số mà chưa được thông qua. Rõ ràng là vẫn đã có một số cũng đã chịu những cái ảnh hưởng nhất định của cái sự tuyên truyền, sự cản trở này, và khiến cho họ còn nghi ngại. Nhưng chúng tôi tin rằng là cùng với thời gian, cùng với việc kiểu chúng ta có thông tin tốt đó, thì chắc chắn là cái số lượng đồng thuận sẽ cao hơn rất nhiều. Và những cái gọi là những cái người phản đối hoặc là những cái tác động mặt trái đó, của cái sự cản trở nó cũng sẽ giảm thiểu đi. Và như đã nói đó, bất chấp tất cả những cái cản trở, bất chấp tất cả những cái mà gây phiền nhiễu như vậy, chúng ta vẫn đang tiếp tục con đường đã lựa chọn, đó là chủ động hội nhập, làm bạn với thế giới và trở thành một đối tác tin cậy, đảm bảo cái sự phát triển của Việt Nam một cách nó bình đẳng, cùng có lợi, và làm một cái thành viên tích cực trong cộng đồng khu vực và quốc tế. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Thưa quý khán giả và các đồng chí, với tính chất là một FTA thế hệ mới, với sự mở cửa toàn diện, sâu rộng và có tác động mạnh nhất tới nền kinh tế Việt Nam và có vai trò quan trọng trong phát triển quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và 27 nước thành viên EU, EVFTA và EVIPA đặt ra những thách thức lớn cho Việt Nam không chỉ trong đàm phán mà cả trong quá trình thực thi, đặc biệt là từ góc độ thiết chế. Việc chuẩn bị các yếu tố cần thiết cũng như xây dựng các tiêu chí, dự liệu các giải pháp để vượt qua các thách thức này là điều kiện tiên quyết để Việt Nam có thể đạt được những động lực và lợi ích kỳ vọng từ các hiệp định mới quan trọng này. Chương trình nhận diện sự thật tuần này xin dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.